đi ạ. Chị bị như thế lâu chưa? Em bị ốm cũng 2 tuần rồi ạ. À không, tôi không nói chị ốm. Tôi nói chị bị thở như thế lâu chưa? Vừa nói vừa thở. Không biết cô mệt không chứ? Tôi mệt lắm. Bác sĩ ơi, em bị thế này cũng quen rồi từ bé ạ. Thế chị thở tôi cũng... mệt quá. Bác sĩ cũng thở rồi, bạn muốn nghe mà. Thế bệnh của em thế nào ạ? Nói chung là bệnh của chị thì không hề nặng, bệnh nhẹ lắm, yên tâm nhá. Chắc chắn rồi bác sĩ. Chắc chắn. Có cách nào chữa được bệnh không ạ? Sao em mệt thế ạ? Đơn giản thôi, chỉ cần cô hít thở không khí trong lành. Đấy, mùa đông ăn mặc kín đáo đừng thở ha. Này nữa, đấy, thì cô sẽ không sao. Uống một số vitamin bổ nữa là ok. Chắc chắn rồi bác sĩ. Chắc chắn. Hết hồn. Thế này em cứ tưởng thì bệnh viện nặng lắm, bệnh nani không chữa đủ cơ. À quên, bước thử lại. À dạ. Ừ, dạ. Không biết không? À thế ạ. Dạ. Thở nhẹ. Dạ. Tốt quá. Thế mà em cứ tưởng là em bị làm sao. Em bị bệnh thì khó chữa, bệnh nani cơ. Thật ra là em không sao ạ. Ừ, không sao. Chỉ cần thở khẽ ạ. Ừ, thế thôi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Em nhẹ 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 luôn. Em ơi. Sao bệnh tình thế nào rồi em? Bác sĩ bảo là bệnh của em nặng lắm rồi. Không biết chữa như thế nào. Không biết chữa như thế nào. Phải chữa bằng được cho em chứ. Cảm ơn anh. Bác sĩ bảo là mùa hè em phải đi biển chơi. Mà còn là đảo Malibu cô. Còn mùa đông ý thì em phải mặc áo lông cáo. Mà là phải là lông cáo xịn đi. Bệnh của các bạn em nhỉ. Thế có chữa không anh? Chữa. Cân đấy, nhưng mà anh gọi thêm cho một bát cho thằng bạn anh sắp đến. À thế à, vâng. Thế anh đợi em một lát ạ. Ok. Alo, anh ơi, xử lý giúp em với.
Thế à? Chú đang ở đâu? Em bị đánh miêng ở đầu, chả biết mình đang ở đâu. Ừ, được rồi, anh sẽ xử lý cho chú. Chú cứ bình tĩnh. Thế đã đang giảm béo rồi lại bắt xử lý hộ này. Chậm thôi nhá. Ok, chuẩn bị đây. Chú đắc lư đây anh em. Nhanh nhá, đừng đừng nhá, chậm thôi. Thế cứ nói thôi. Chuẩn bị. Cái câu là sao ạ?